Thông tin liên quan đến phiên xét xử bị cáo Nguyễn Thái Luyện cùng các đồng phạm tại công ty địa ốc Alibaba. Tại phiên tòa ngày 21 tháng 12, viện kiểm sát đã chính thức bác bỏ đề nghị của luật sư bảo chữa về việc chuyển tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang tội vi phạm quy định về đất đai. Trong phiên tòa sơ thẩm của Toán Nhân dân TP.HCM xét xử vụ Nguyễn Thái Luyện, cựu chủ tịch công ty Alibaba và các bị cáo tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, hội đồng xét xử tiếp tục với phần tranh luận, đồng thời nêu quan điểm truy tố đối với vợ chồng ông chùm công ty Alibaba là đúng. Theo kết luận điều tra, cả năm tám dự án của công ty Alibaba đều chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa được phê duyệt. Ví dụ như dự án 176 ha tại Bình Thuận mới trả 105 tỷ trên 175 tỷ đồng, nhưng công ty Alibaba đã phân lô bán nền. Cả nội dung quảng cáo về quy hoạch xung quanh dự án đều là không có thật. Tại phiên tòa, luật sư của bị cáo Nguyễn Thái Luyện đề nghị Viện Kiểm sát chuyển từ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như Viện Kiểm sát đang truy tố và tòa án đang xét xử sang tội vi phạm quy định về đất đai theo Điều 228 Bộ Luật Hình sự. Về đề nghị này, Viện Kiểm sát cho rằng ngày 22 tháng 1 năm 2018, Nguyễn Thái Lĩnh, em trai luyện đã bị Ủy ban nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai xử phạt vi phạm hành chính trên 3.000m2 đất, nhận 92 thửa đất nông nghiệp, sau đó ký ủy quyền cho bị cáo Võ Thị Thanh Mai, vợ luyện và Trần Huy Phúc, cựu giám đốc công ty chiến binh thép, phân lô trái pháp luật, quảng cáo sai sự thật. Viện Kiểm sát nhận thấy truy tố bị cáo Nguyễn Thái Luyện tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là đúng nên vẫn giữ nguyên truy tố. Đối với Võ Thị Thanh Mai, vợ luyện, luật sư bảo chữa cho bị cáo này cũng đề nghị chuyển tội danh. Bị cáo Mai có tình tiết giảm nhẹ, có thai, thanh khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan. Bị hại có đơn yêu cầu giảm nhẹ án. Có bác ruột là liệt sĩ, ông nội tham gia kháng chiến. Bị cáo cũng kêu oan tội rửa tiền. Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố. Đối với tội rửa tiền, theo Viện Kiểm sát, bị cáo Mai là giám đốc tài chính công ty Alibaba và là vợ luyện. Toàn bộ dòng tiền cũng như các kế hoạch đầu tư dự án, triển khai dự án, ký hợp đồng bán cho khách thì bị cáo đều biết. Khi cơ quan điều tra khám xét trụ sở, bị cáo đều biết. Đến thời điểm hiện tại, số tiền 13 tỷ đồng bị cáo rút ra và chuyển trả cho vài người thì bị cáo đều biết. Do đó viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố, đồng thời cần xác định lại 13 tỷ đồng có nằm trong số tiền lừa đảo hay không. Nếu 13 tỷ đồng không nằm trong tiền lừa đảo thì sẽ oan sai cho bị cáo. Trong vụ án này bị cáo thành lập 22 pháp nhân công ty, cả 22 công ty chỉ nộp thuế môn bài và không nộp bất cứ khoản nào khác. Do đó, viện giữ nguyên quan điểm truy tố tội rửa tiền đối với nguyễn thái lực em trai luyện luật sư đào kim lân bào chữa băn khoăn số hợp đồng bị cáo ký số diện tích đất mua bị cáo ký hợp đồng ủy quyền là hợp pháp vì tất cả các diện tích đều nhận chuyển nhượng hợp pháp bị cáo không phân lô tách thửa vậy truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có đúng không đề nghị xác định số tiền số bị hại mà cáo trạng truy tố Viện kiểm sát nhận thấy bị cáo lực giúp sức cho bị cáo luyện, nguồn gốc tiền 13,9 tỷ đồng được xác định là bất hợp pháp, là tiền thu của khách hàng nên tội rửa tiền là đúng. Cơ quan điều tra khám xét trụ sở nhưng lực vẫn nhận rút tiền, số tiền này đến nay vẫn chưa biết bị cáo Mai chuyển trả cho những ai. Cuối cùng, sau khi đưa ra các căn cứ lập luận, đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử bác bỏ quan điểm bào chữa của luật sư và các bị cáo. Đồng thời, viện kiểm sát tiếp tục khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, không an sai qua vụ án này nhiều người vì tin lời quảng cáo không có thật của nguyễn thái luyện mà mất nhà cửa gia đình ly tán vậy tội danh lừa đảo của luyện có lẽ không cần phải bàn cãi thêm thế nhưng luyện vẫn khăng khăng phủ nhận hành vi phạm tội còn vợ luyện cũng không thừa nhận hành vi rửa tiền hội đồng xét xử sẽ đưa ra quyết định như thế nào những thông tin đáng chú ý sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật